Anh em hôm nay là ngày mùng 4 rồi, ngày mùng 4 tháng 3. Còn mình còn đúng có 4 bộ lăng xê này, thì còn một ít lưỡi mà mình chưa buộc xong. Đây là còn một ít này, mình quay ra mình buộc lốt. Để xem nó được bao nhiêu bộ, mình nghĩ chắc chỗ này nó chỉ được khoảng tầm căng lắm thì hơn 20 bộ một tí thôi. Đây nữa này. Đó, khi mà hoàn thành thì mình sẽ có lăng xê anh em nhé. Nó không còn nhiều đâu, chắc chỉ còn được khoảng 3 4 5 bạn nữa là cùng thôi. Ok, khi nào mà mình buộc xong thì mình sẽ đăng video. Anh em nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho mình. Lốt mình đang nhờ thằng em ở bên Nhật nó nhập hàng cho. Nhưng mà vẫn chưa được. Hết cái đợt này thì mình không biết là đến khi nào thì có. Nếu mà may mắn ra thì sẽ có sớm thì mình sẽ thông báo với anh em. Cảm ơn nha. Anh em thế là hoàn thành rồi nha. Tớ buộc từ chiều, bây giờ là 11 giờ 11 đêm này. 11 giờ 11 đêm rồi. Này, tất cả tôi cũng trong dự đoán của tôi thôi, tất cả được 23 bộ. Tôi đoán khoảng tầm 20 bộ thì được 23 bộ cộng với cả 4 bộ kia, đó là còn 27 bộ lăng xê thôi. Hết 27 bộ này thì khi nào mà mình nhập được hàng thì mình sẽ thông báo với anh em ở trên kênh. Anh em chú ý theo dõi và khi nào mà có hàng thì mình sẽ thông báo. Anh em nào lấy hàng, lấy lăng xê hoặc là mồi câu lăng xê thì để lại cho mình thôi. Để lại cho mình số điện thoại thì mình sẽ tự động liên hệ anh em nhé. Rồi, chào anh Anh em. em thế nó đã hoàn thành 27 bộ đăng xê rồi nhá. Rồi đó, ok. Anh em nào lấy đăng xê để lại số điện thoại cho mình. Thế nó được hai tất cả 4 bộ cũ đó là 27 bộ. Nốt chỗ này tạm thời hết hàng anh em nhé.